Chúng ta đổi tay với nhau. Tay phải chúng ta cầm chai, ném từ trên xuống dưới. Rồi chúng ta đổi tay với nhau. Cái chai cầm tay phải chúng ta vuốt lên nhẹ nhàng. Vuốt qua tay trái, rồi tay phải chúng ta chập sắt. Lòng bàn tay chúng ta hướng về phía trước. Chúng ta chập sắt như thế này. Xoay một vòng sau đầu. Tôi sẽ làm lại một chạm một lần nữa cho các bạn xem. Tay trái chúng ta chập chính giữa phần thân chai, tay phải chúng ta chập ấp sắt xuống, không được ngửa lên trên như thế này. Tôi sẽ làm một lần nữa. Rồi tôi sẽ làm động tác số 8. Tay phải chúng ta cầm chai và chính giữa, tay trái chúng ta cầm sắt đứng. Chúng ta lòn chai lên trên tay trái, sắt chúng ta tay trái bung lên nằm ngang. Tôi sẽ làm một lần nữa. Da chúng ta chúc xuống, sắt chúng ta đưa lên, cầm ngược tay như thế này nha các bạn. Mu bàn tay chúng ta hướng về mặt, cầm như thế này chứ không phải như thế này. Tôi sẽ làm lại. Rồi, tôi sẽ ôn lại tất cả động tác từ số 1 tới số 8. Động tác số 9 thì tay chúng ta đổi với nhau, tay trái và tay phải chúng ta sẽ đổi với nhau. Tay phải chúng ta vuốt chai lên, lực vừa phải. Tay trái chúng ta sẽ chập cổ chai. Tay phải chúng ta chập sắt như thế này, chập như thế này, không được chập như thế này. Và tôi sẽ làm lại cho các bạn xem. Chập sắt, rồi chúng ta xoay sắt về phía sau đầu. Tôi sẽ làm lại một lần nữa. Vuốt chai lên, chập cổ chai, sát chúng ta vòng qua phía sau đầu. Tôi sẽ làm lại một lần nữa. Rồi tôi sẽ làm tất cả động tác từ số 1 tới số 9. Động tác số 10 thì lúc động tác số 9 thì chúng ta úp cái sắt rồi. Động tác số 10 chúng ta hốt chai. Tay chúng ta cầm sắt úp xuống. Tay trái chúng ta đưa ngang trước ngực. Cổ chai hướng bên trái. Đít chai hướng bên phải. Tôi sẽ làm nhanh các bạn xem. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm chậm. Khi chai chúng ta nghiêng 45 độ, cổ chai chúng ta xuống đất, đít chúng ta lên trên, chúng ta hốt như thế này. Chậm. Tôi sẽ làm ra một lần nữa. Chậm một lần nữa.
khoảng trước mặt chúng ta hốt được rồi. Rồi, liền về phía sau, kết thúc. Tôi sẽ ôn lại tất cả động tác từ số 1 tới số 10 cho các bạn xem. Bài học một chai và một bốc tông đến đây là kết thúc. Các bạn vui lòng tập luyện thật nhuần nhuyễn và dẻo tay để các bạn tập sau chúng ta tập được tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.